Em tên Trương Đình Tính, năm nay em 29 tuổi, em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Em làm nghề gì? Dạ, em làm bên kỹ thuật anh. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và tất cả mọi người. Dạ, em là Trần Thị Kim Hương, năm nay em 26 tuổi, em đến từ Bà Rịa, Vũng Tàu. Và hiện em đang làm lễ tân phục vụ tại nhà hàng Hoa Túc, đường Hai Bà Trưng. Bạn Tính. Dạ. Nhìn phong độ bạn phải nói là men, rất là manly. Râu ria ra rậm rạp. Sao lại không có người yêu mà đến đây để gặp chương trình? Dạ thì trên công ty của em thì đa số là bạn nam nhiều, bạn nữ ít. Ít hả? Dạ. Chưa có mối tình nào hay sao? Dạ em có một mối tình rồi. Đó, sơ sơ lược ở đây. Cái điểm mạnh của mình là gì? Em tự cảm thấy là em không được đặc biệt như người ta cho lắm. Có thể là vì vậy nên là em ế. Nhưng mà được cái là em cũng rất là vui tính, hài hước. Cũng hơi khó tính trong cái việc tìm bạn trai. Tức là khi mà tiếp xúc với con trai á, giống em à. Em hay để ý về tính cách của người ta này kia. Ví dụ như em thấy người ta có thể là tốt với mình nhưng mà lại không tốt với người khác, không tốt với người xung quanh, em cũng không có thích được, em không ấn tượng được. Ví dụ như mà chăm sóc của cô gái tốt hơn chăm sóc em được không? Không, cái này thì không được. Không được á. Chị hiểu ý của em nói. Ví dụ như trước mặt bạn gái lúc nào cũng cưng chiều chăm sóc, mà đối với ví dụ như ngay cha mẹ anh chị em gia đình thì không có lo, thì làm sao lo cho mình được, đúng không? Dạ. Vậy thì em có đặt ra cái chuẩn người bạn trai em cần tìm là như thế nào không? Cao ráo một tí, hơn em 1m72 được đó nha. Wow. Bên kia nhiêu? Tính. Dạ em 1m50 chị. Đừng làm gì hấp dẫn chứ. Nãy giờ nghe. Sao chị? 1m50 mà nói ngập ngừng như vậy hả? Thì thôi tí nữa mở màn luôn đi chị ha. Bậy. Mở liền hả? Để tôi ta nghe coi kỹ. Dạ em muốn nói thiệt là em cao 1m77 chị. Thôi dạ. Cũng được, phú hồn à. Còn nữa, cái vẻ mặt có thể là em thích cái hơi lạnh lùng một tí. Khi mà tiếp xúc thì rất là vui vẻ và gọi là thân thiện. Đẹp trai thân thiện dễ thương rất là tươi. Cô Kiều cũng có muốn cái mẫu người như vậy, còn em muốn mẫu người thế nào? Mẫu người của em thì cũng đơn giản anh, người nhỏ nhắn, cục cao một tí. 72 là được rồi đó. Dạ. Là quá được luôn, okay, chứ được gì cũng nữa. Vậy là ok rồi anh. Dạ. Rồi sao nữa? Thứ nhất phải hiền lành một tí và nói chuyện nhỏ nhẹ. Nhỏ đặc... nhẹ này giống bên kia được chưa? Dạ cũng được anh. Rồi. Sao dạ, đặc biệt là phải biết quan tâm gia đình của hai bên nhất là. Rồi có một mẫu người lý tưởng gì không? Mẫu người lý tưởng của em giống như chị Trương Quỳnh Anh. Rồi bạn không thích gì người phụ nữ? Dạ em không thích là người phụ nữ về cái tính cách người ta hay nghi ngờ và hay ghen tuôn chẳng hạn, hoặc là đôi lúc trầm lắng, lúc là lên cao lúc lên xuống á, thì bất thường là bên đó có vậy không? Không, mà phụ nữ là thường là hay tâm sinh lý không ổn định lắm, hay nắng mưa thường lắm. Tính tình của em thất thường lắm anh ơi. Chết. Chết. Không, bởi vì bình thường mà e tính hơi đặc trưng, phụ nữ ai cũng vậy à. Dạ vậy thì em sẽ tìm hiểu thêm về phụ nữ chị, chứ trước giờ em tìm hiểu hơi ít. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì cũng lác đác 1-2 mối tình nhưng mà không có sâu đậm lắm, thời gian ngắn cho nên tạm gọi là chưa có mối tình nào đi. Chưa có mối tình nào? Dạ. Vậy được hôn chưa? Dạ rồi. Bao lâu rồi chưa được hôn lại? Trời ơi, hỏi này kỳ quá à. Bất cỡ kìa, rồi tôi hỏi còn bất cỡ đúng không? Người trả lời từ Tết tới giờ chị. Năm rồi. Bây giờ đã muốn kết hôn chưa? Nếu như mà tình cảm đủ để kết hôn thì em kết hôn luôn. Bây giờ tôi xin hỏi bạn điều này nha. Dạ. Khi mà người phụ nữ giận, khi mà người phụ nữ buồn, khi mà người phụ nữ lo lắng, mặt chồng vằm thế này, bạn sẽ làm gì? Dạ, chẳng hạn như là mình làm một cái gì đó bất ngờ. Ví dụ mình tới mình đặt một bàn tiệc, em sẽ bỏ một cái bó hoa ở đó chẳng hạn, rồi mình mời bạn đó đến thì vô tình bạn thấy như vậy là thì bạn hết buồn. Lãng mạn. Dạ. Lãng mạn quá ha. Đó, giờ bạn trai tạo tình huống lãng mạn bất ngờ vậy, và ngược lại như mình làm người ta giận rồi mình năn nỉ mình làm cách nào? Đang giận đúng không?
Ừ, đang giận. Nói giận mà cười. Giận quạo lên chứ. Dạ ha. Đúng rồi, dạ. Quạo lên. Tôi giận. Yeah, anh yêu em mãi luôn. Yeah, anh yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Trời người đều lãng mạn như nhau. Hết giận chưa? Hết giận chưa? Hết giận chưa? Biết hát không? Em không biết hát. Đáp lại một câu bển coi mình ta sao? Dạ ok thì ạ. Nói chung em không biết hát nhưng mà bạn này đã hát thì em sẽ đúng rồi. Sẽ trả lại cho nó một điều ha. Rồi. Chị đừng nhìn em. Trời em, ủa hát được. Em hát cho người đó em hát thả hồn với bài hát em đi. Dạ em xin gửi đến bài hát được mang tên Trần Khờ Thủy Chung. Dạ xin mời người đừng thưởng thức. Mặt này không có khờ đâu nha. Em đứng lên ha. Muốn làm gì em đứng lên. Muốn làm gì làm á. Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em. Từ lúc ánh mắt đó chạm vào trái tim tôi. Một khi yêu ai tôi sẽ yêu hết mình. Từ nay tôi chỉ có mình em. Đâu rồi bạn? Tôi xin em và tôi khuyên em hãy tin tôi. Vì tôi là chàng khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này. Trừ khi tôi không còn trên đời nữa. Stop. Rồi hiểu rồi đó. Cũng được ha ha ha. Thôi vậy được rồi, vui rồi. Bạn đó sao, hợp với bên đây không? Hợp. Hi, chào bạn. Coi như là hai người cao bằng nhau. Lãng mạn như nhau. Trời ơi, gặp ai mà giận kêu đứng nhìn thẳng vô mặt tôi nè. Nhìn vô. Hả? Nhớ anh hấp dẫn liền. Cái chiêu này hay nè. Chiêu này hay nha. Chỉ với các tường đi. Ủa? Hôm nay em đi đến đây với ai? Có ai theo ủng hộ mình không? Dạ, em đi chung với bạn đồng nghiệp của em. Rồi, đồng nghiệp đâu? Dạ, xin chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Hương Hồng Hạnh. Em đồng nghiệp của bạn Kim Hương. Hạnh thấy anh tính bên kia sao? Nhìn ấn tượng thì rất là men. Chắc sẽ là mẫu người của chị Hương thích nè. Ừ, thôi cảm ơn em. Còn bạn tính, nay có đi với người thân không? Dạ, em đi cùng với ba bạn, cùng làm chung với em. Rồi, chào ba bạn. Chào anh Quyền Linh. Nãy anh tính nói rằng anh chỉ có một mối tình thôi, tôi không tin. Thiệt. Dạ, em cũng tin. Cái này nó thật nè, đúng không? Thật ra Tín là người khá phong cách. Và em nghĩ chính vì như vậy nên là tiêu chuẩn chọn bạn gái hơi cao. Nhưng mà bây giờ mấy anh ngồi ở dưới thấy em Hương như thế nào? Em thấy là rất dễ thương. Và cũng có phong cách nữa. Thế là được rồi, dễ thương có phong cách. Rồi, cảm ơn em. Rồi, chúng ta sẽ cho hai người gặp mặt bây đi. Bây giờ chuyện ha. Bạn tính đồ lắm rồi. Kéo màn. Kéo màn. Em quay anh từ quay ha. Chưa, từ từ. Bình tĩnh. Bắt đầu. Ê, dạ chào. Chào em. Anh con là. Dạ em cảm ơn anh. Sao cười em thấy anh như thế nào? Em thấy anh tí tíu. Tí tíu. Tí tíu là sao em? Tí tíu là hủ tíu á. Em hủ tíu. Nói chơi thì chứ anh. Ấn tượng ban đầu thì nhìn cũng ok. Cảm ơn em. Vui vẻ đấy. Còn để xem như thế nào đó. Anh đang sống ở Sài Gòn hay ở Biên Hòa? Không, anh sống ở Biên Hòa, Đồng Nai. Anh ở dưới luôn hả? Dạ. À dạ, ok. Vậy mỗi lần mà nếu như mà đi chơi với em là phải chạy dưới lên đây. Ừ. Tình yêu mà đâu có rào cản gì đâu. Anh sẽ đội mưa, anh sẽ lên với em. Quá dữ. Cảm nhận thế nào về người phụ nữ trước mặt mình? Dạ thì bạn này rất là ok, rất là dễ thương. Giống như bạn em lúc đầu đã nói. Thì em cũng tin là hai đứa mình sẽ có một cái bước đẹp
từ bắt đầu ở đây sẽ nhảy lên đâu đó. Anh ở Biên Hòa, anh ở thành phố Biên Hòa luôn đúng không? Dạ. Yeah. Còn em ở ở miền quê á. Anh cũng ở quê. Nhưng mà miền quê cũng có cái hay của nó. Mỗi lần về nhà là coi như là gà vịt nè, trái cây, đồ vườn nè, từ lứa hết trơn á. Đúng rồi, anh cũng thích vùng quê bởi vì sao? Ba trồng nhiều trái cây lắm. Vậy thì anh sẽ về nhà em để ăn trái cây, để được ăn trái cây ha. Với lại đặc biệt là ba em nấu ăn rất ngon. Anh về nhà em. Vậy chắc là em về nhà em, anh kêu ba em nấu đồ ăn cho anh ăn hả? Khỏi đừng kêu ba em, tự nó thấy trai về mừng thấy mồ luôn. Nhà con gái giống như bơm nổ chậm rồi. Lâu có người đón mừng quá ha. Em gái em có bồ rồi. Bây giờ coi như là chị nó chưa có nữa. Bởi vậy thấy chị nó dắt trai về phải mừng gà mừng vịt chứ. Thì bây giờ, ngay hôm nay em sẽ có. Một câu cuối cùng, hai người mỗi người một câu tỏ tình với nhau, em muốn nói gì nói để mà trước khi quyết định có bấm nút hay không. Em có muốn hẹn hò với anh không? Dạ. Không muốn. Không muốn hả? À, okay. Em là một cô gái rất bản lĩnh. Em thích. Không có, tới bây giờ nói lại chuyện tình cảm đàng hoàng, nhìn xuống dạ. Mắt quấy. Nói một câu gì ngọt giống như đang tỏ tình làm sao quấy mát ruột mát gan. Thấy không? Bắt đầu. Anh thích em. Em chỉ muốn nói là anh cứ chờ xem. Dạ. Vậy tin dạ tôi đang chờ rối rồi, bối rối rồi, bối rối rồi. Chờ gì không biết, hết giờ hết giờ ông này về mà chờ sợ bà này thua dụng thôi chuẩn bị. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định, sau 3 tiếng đếm chúng ta hết quyền chọn hay không chọn. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng thằng trai cô gái. Như vậy là chúng ta đã thấp hơn chút. 1m77 hả? Có không? Hỏi. Có không? Không, gái cao lén, cao cao đúng rồi. Mời hai bạn. Lép vế rồi đấy nha. Dạ em biết em lép vế. Em là Nguyễn Thị Yến Thu, năm nay em 28 tuổi ạ. Hiện là nhân viên văn phòng ạ. 28 tuổi nhân viên văn phòng Thu. Dạ. Rồi, mời bạn nam của mình. Mời bạn trai. Vâng, xin gửi lời chào đến hai đấng sinh thành, quý vị quan khách và quan viên hay họ. Gì vậy? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trương Viết Bảo, hôm nay là 29 tuổi. Hiện tại đang là hướng dẫn viên du lịch. Em ngồi được chứ ạ? Ngồi bạn ngồi. Tưởng MC chương trình đám cưới. Bạn là hướng dẫn viên du lịch. Dạ. Bạn đi rất là nhiều nơi, quen rất là nhiều người. Dạ. Nhiều khi gặp rất nhiều cô gái dễ thương. Dạ đúng rồi ạ. Vậy thì tại sao lại không có điều kiện quen nhau mà phải gặp Quyền Linh và Cát Tường? Thực ra thì cái này là do tính chất công việc. Do là công việc của em đi cũng khá nhiều và gặp khách hàng cũng nhiều. Nhưng mà em có một cái quan điểm, đó là khách hàng của mình dạ không đụng đến. Và một phần nữa là do có lẽ là muốn dành thời gian nhiều cho mẹ em. Tại vì gia đình chỉ còn một mình em và mẹ. Bạn ở đâu? Nhà em thì ở Bình Dương. Nhà cách đây khoảng 30 cây số. Rồi còn hiện tại thì em đang làm việc và sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Thạnh. Rồi Thu có mối tình nào chưa? Dạ cũng có chị, nói chung thì cũng trải qua 2 mối tình rồi. Nhưng mà cũng có một thời gian dài nhưng mà cũng không đến được cái đích ạ. Dạ, hiện tại là mình một mình bao lâu rồi? Cũng khoảng gần năm rồi chị ạ. Mình có đặt ra cái tiêu chí mình tìm bạn trai là người như thế nào không? Em nghĩ là bạn đó trước tiên thì phải cao hơn em. Em là 1m6, em nghĩ bạn đó cũng khoảng 1m68 trở lên. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người đó chị. Rồi nói chung là phải biết quan tâm tới người mình yêu, thông cảm và chia sẻ với nhau ạ. Cái điều nào bạn không thích ở người đàn ông? Em không thích người đàn ông lăng nhăng. Nói chung thì bạn bè thì với người khác giới cũng quan tâm nhau thì cũng ok, nhưng mà có cái giới hạn thôi, đừng có quá sức để cho người ta hiểu nhầm. Em không thích dạng người mà đó. Em nghĩ cái anh bên bển anh làm hướng dẫn viên du lịch,
anh đi nhiều nên tiếp xúc nhiều người lắm, có sợ ảnh lăng nhăng không? Thường mấy người đi đi vậy là hay nhiều để người để ý lắm. À, cái đó là giống như là yêu nhau thì mình tin tưởng nhau chị, nói chung có niềm tin thì nó mới vững vàng được. Chứ công việc thì môi trường tiếp xúc là do cái ảnh hưởng của công việc thôi. Nói chung là mình cũng không có quá ghen hay gì đó, nhưng mà đặt niềm tin là chính rồi chị ạ. Dạ, anh thích em câu này đó. Sao, có lăng nhăng không? Khi quen một người bạn gái thì em muốn là người đó cũng có tư tưởng và có suy nghĩ giống em. Tức là phải đặt lên hạnh phúc gia đình cũng như là tất cả những thành viên trong gia đình là trên hết. Rồi người ta nói là tình yêu là mãi mãi, là trường tồn. Chỉ có một thứ thay duy nhất thay đổi trong tình yêu, đó là gì ạ? À, đó là người yêu thôi. Nhưng mà khi mà em thừa nhận là khi nào, và chắc chắn là khi nào quen một ai đó thì em sẽ trung thủy và nhất định chỉ có một người đó thôi. Có người tìm bạn kìa. Sao? Tha cho chị. Tình yêu là mãi mãi là trường tồn. Dạ đúng rồi, nhưng mà không thay đổi, chỉ có cái người yêu là thay đổi. Dạ đúng rồi ạ. Đó thì thay đổi bao nhiêu người yêu rồi? Chị muốn biết là mối tình chính thức hay là mối tình chiều mưa bay ạ? Chính thức. Dạ chính thức thì em chỉ có một thôi ạ. Chiều mưa bay. Chiều mưa bay chắc cũng hai ngón tay, hai bàn tay và thêm hai bàn chân. Dạ em nói vui vậy thôi, chứ thực ra thì em cũng có nói chia sẻ ban đầu rồi là cũng có tìm hiểu vào một vài đối tượng, nhưng mà do cái tính chất công việc của em và cái sự quan tâm của em không nhiều, dành thời gian nên thành ra người ta nói đường không đi, đường nhiều cỏ dại mà người không qua lại hóa người dân đó. Sao em? Cảm giác em nãy giờ thế nào? Em nghĩ bạn bên đó thì vui vẻ, tính tình hòa đồng, vui vẻ, dễ tiếp xúc, giống như là thân thiện đó chị. Với lại bạn đó sống nghiêng về tình cảm gia đình rất là nhiều. Nói chung là em rất thích mọi người đàn ông mà giống như là về nghiêng về gia đình mà có trách nhiệm mà. Nghe là nãy giờ nghe vậy là cảm giác là, là đang thích. Nói chung thì cũng cảm thấy là vui chị. Hướng dẫn viên du lịch thì cần như vậy. Lời quá. Chào bạn. Vấn đề chỗ là chúng ta nhìn vào mắt nhau, cảm nhận được tình yêu và cái sự chung thủy thôi. Còn tất cả những cái gì mà nãy giờ anh ấy thể hiện thì thấy rằng anh ấy là một chàng trai hiện đại, vui vẻ mà hài hước nữa. Dạ đúng, đúng không? Hôm nay em đến đây có ai đi theo ủng hộ? Dạ không? Em đi với bạn em chị. Bạn em đang ngồi ở dưới ạ. Chào em. Chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Em chào là bạn của Thu. Em cảm nhận anh đó như thế nào? Em thấy anh này rất là hoạt bát, vui tươi, hòa đồng, dễ gần gũi, nhưng cũng rất hợp với Thu. Nhưng mà do là quyền quyết định của Thu thôi. Rất hợp với Thu. Hợp với Thu. Thế em nghĩ Thu là một người như thế nào? Nếu nói ngắn gọn về bạn, người bạn gái của mình nhận Thu thì cũng hòa đồng, cũng dễ gần, dễ nói chuyện với Thu lắm. Cứ nói chuyện là láng bị cuốn khúc xe của Thu luôn à. Nhưng mà nếu vậy thì hai người, người nào nói người nào nghe. Dạ chị yên tâm đi, mà người nói sẽ có người nghe. Dạ quan điểm của em á, ai nói em nghe. Thu đang nói đó, anh nghe đi. Dạ em đang nghe đây ạ. Cảm ơn em. Bạn có ai đi theo không? Dạ em có đến đây với đồng nghiệp của em. Bạn là hướng dẫn viên du lịch luôn và đặc biệt là chưa có người yêu. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Nãy giờ em cũng thấy chị cũng em xin nói sơ cho anh Bảo hiểu biết sơ về chị hả anh Bảo. Nãy chị cũng dễ thương, dạ, ăn nói ngọt ngào, chắc cũng biết chia sẻ lắng nghe. Dạ chắc cũng là mẫu người hợp với anh Bảo, anh Bảo. Dạ có thể tiến tới xa hơn được. Hợp luôn hả? Dạ. Giờ ở trên ở dưới gì ai cũng nói hợp hết trơn hết trọi rồi, mình còn nói gì nữa. Vấn đề là hai người thôi ha, ai cũng thấy hợp rồi. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Em thì thích ca sĩ Đông Nhi đây. Đông Nhi. Rồi, để xem có giống Đông Nhi không nha. Kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp gỡ nhau. Chào anh. Chào anh ạ. Em có gì muốn hỏi anh không? Em muốn hỏi anh là giống như là trong thời gian mình tìm hiểu á, nếu mình thấy được á, ok thì mình khoảng bao lâu là mình tiến tới hôn nhân ạ? Nếu vậy thì khoảng 1 năm. Khoảng 1 năm. Tại vì đối với gia đình thì anh còn mẹ nữa. Dạ. Nên anh muốn lo cho mẹ đầy đủ hơn một tí xíu. Rồi sau đó thì anh mới đến nghĩ đến bản thân mình. Dạ. Còn giống như là vấn đề mình quen nhau, mình tìm hiểu nhau á, giống như mà ba mẹ anh không có chấp nhận hay là gì một khía cạnh nào đó về bản thân em á, thì anh sẽ giải quyết nó như thế nào? Quan điểm của anh đó là do anh thôi. Tại vì anh chọn, anh sống với người đó, chứ cha mẹ không sống với người mình thương. Nên nếu mà em có những cái mà chưa có hài lòng với cha mẹ thì anh sẽ tìm cách để mà nói. Quan trọng là sống với nhau hạnh phúc hay không. Thì cha mẹ nào cũng thương con, cũng muốn con cái mình hạnh phúc. Nên tật thì ai cũng có, anh cũng có tật thôi. Quan trọng nếu mà gia đình đặt vào trường hợp của em, cha mẹ không chấp nhận anh thì phải như thế nào? Em thì vấn đề tình cảm của hai người, ba mẹ thì cũng là quan trọng nói chung, nhưng mà nếu mình thương nhau thật lòng thì mình có niềm tin hai người cùng cố gắng để thuyết phục ba mẹ cho đồng ý là cái mối quan hệ của hai người không? Em có ghen không? Nói chung thì phụ nữ thì ai cũng ghen hết anh à, nhưng mà nói chung là có giới hạn của nó thôi, tùy chuyện, tùy hoàn cảnh đúng lúc thôi anh, chứ không phải là quá sức.
Rồi, đối với người con gái á, thì cái bữa cơm gia đình rất là quan trọng. Và cái tính chất công việc của anh thì em cũng biết rồi đó. Anh thường là anh gắn mình với những chuyến xe đi, và đôi lúc thời gian dành cho gia đình không nhiều. Nếu như vậy thì đôi lúc sẽ thiệt thòi cho em. Như vậy thì em có thể chấp nhận được hay không? Nói chung là thì anh đi công việc anh cũng phải về chứ anh đâu phải là đi luôn đúng không? Nhưng mà đi nhưng mà lòng hướng về người ở nhà đang chờ đợi là được. Cảm ơn em. Một cái điều mà tôi thấy rằng là anh ấy rất là yêu thương mẹ. Em làm dâu được không? Dạ được chứ anh. Nói chung là ba mẹ của bạn tay bên đó cũng giống như ba mẹ của em thôi. Như nhau mình thương thì xe đều nhau. Ba mẹ của ai cũng vậy hả? Câu cảm nhận về tình yêu, cái người đối diện thế nào? Sau chúng ta sẽ... Sau lần đầu tiên gặp gỡ, bạn cho những cảm xúc với nhau. Mỗi người một câu cuối cùng. Anh cảm thấy là em rất là dễ thương, rất là xinh xắn. Tuy nhiên thì có thể là không biết tính cách của mình như thế nào, có thể thời gian tìm hiểu mình sẽ biết được. Nhưng mà anh vẫn luôn muốn nói với em một câu á, là mình hãy bắt đầu từ tình bạn. Và nếu sau này cảm thấy hợp nhau thì mình cần có nhau thì mình sẽ tiến tới. Còn nếu không thì chúng ta sẽ là những người bạn của nhau. Dạ ok. Em muốn nói gì không? Nói chung thì nãy giờ em nghe bạn nói thì em rất là thích cái tính và giống như là nghiêng về gia đình em cũng là như vậy. Nên em có nghĩa là đồng cảm với vấn đề đó. Nên thì mình cứ bắt đầu là tình bạn trước đi anh ha. Dạ. Rồi chúng ta chuẩn bị bấm nút hay không bấm nút? Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút để cho nhau một cơ hội để đồng ý hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Đó, lo nói quên thằng Hoa nữa phải không? Sẽ tốt quá. Rồi anh gửi tặng em bó hoa.